Sáng ngày 17 tháng 4 nhằm ngày 6 tháng 3 năm Tân Sửu, tại Chùa Pháp Hoa, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, Ban hướng dẫn phân ban gia đình Phật tử tỉnh Quảng Nam đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm 52 năm ngày mất cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám và hiệp kỵ cố huynh trưởng đoàn sinh gia đình Phật tử. Buổi lễ có sự quan lâm chứng minh và tham dự của Hòa Thượng Thích Hạnh Trơn, chứng minh ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, chứng minh ban trị sự Phật giáo thị xã Điện Bàn. Hòa Thượng Thích Phước Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Giáo dục Phật Giáo tỉnh. Hòa Thượng Thích Hạnh Nhẫn, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Kiểm soát Phật Giáo tỉnh, Trưởng Ban Trị sự Phật Giáo thành phố Hội An. Hòa Thượng Thích Đồng Nguyện, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Hoàng Pháp Phật Giáo tỉnh. Đại Đức Thích Viên Trừng, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật Giáo tỉnh, Trưởng Ban Trị sự Phật Giáo huyện Phú Ninh, Hòa thượng Thích Như Phẩm, Phó trưởng ban giáo dục Phật giáo tỉnh, Phó hiệu trưởng trường trung cấp Phật học tỉnh Quảng Nam. Hòa thượng Thích Đồng Mẫn, chứng minh ban trị sự Phật giáo thành phố Hội An. Thượng tọa Thích Như Giải, Ủy viên thường trực ban hướng dẫn Phật tử Trung ương, trưởng ban hướng dẫn Phật tử tỉnh, trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Duy Xuyên. Thượng tọa Thích Huệ Phát, Ủy viên thường trực ban trị sự Phật giáo tỉnh, trưởng ban kinh tế tài chính tỉnh, trưởng ban trị sự Phật giáo thị xã Điện Bàn chư tôn đức tăng ni thường trực ban trị sự Phật giáo tỉnh, trưởng ban trị sự Phật giáo các huyện, chư tôn đức trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh về phía chính quyền có ông mai quang vĩnh trưởng ban tôn giáo sở nội vụ tỉnh quảng nam ông đặng xuân thắng trưởng phòng an ninh đối nội công an tỉnh quý vị lãnh đạo đại diện chính quyền thị xã điện bàn phường vĩnh điện về phía gia đình phật tử trung ương có huynh trưởng cấp dũng tâm duệ nguyễn đức châu ủy viên hội đồng trị sự phó ban hướng dẫn phật tử trung ương trưởng phân ban gia đình phật tử việt nam cùng các huynh trưởng thường trực phân ban gia đình phật tử tỉnh quảng nam và các tỉnh thành lân cận trong diễn văn khai mạc, huynh trưởng cấp tấn Đồng Thanh Nguyễn Công Thảnh, ủy viên phân ban gia đình Phật tử Trung ương, phó ban hướng dẫn Phật tử tỉnh, trưởng ban hướng dẫn phân ban gia đình Phật tử Quảng Nam, trưởng ban tổ chức chia sẻ. Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám là một nhà Phật học uyên thâm, từng giảng dạy cho nhiều bậc danh tăng thạc đức, là niềm tự hào của gia đình Phật tử Việt Nam, là người con kiệt xuất của đất Quảng, góp phần lớn vào công cuộc chấn hưng Phật giáo mong rằng hương linh của cư sĩ và cố huynh trưởng đoàn sinh chứng giám hộ trì cho gia đình Phật tử tỉnh, tiếp tục đoàn kết và phát triển. Tiếp tục chương trình huynh trưởng cấp tấn như Kim, Trần Văn Tuyến, Ủy viên phân ban gia đình Phật tử Trung ương, đoàn trưởng đoàn huynh trưởng cấp tấn gia đình Phật tử tỉnh Quảng Nam đã cung tuyên tiểu sử cư sĩ Lê Đình Thám. Theo tiểu sử, cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám sinh năm Đinh Dậu 1897 tại làng Đồng Mỹ, Phú Mỹ, Tổng Phú Khương, Phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ông xuất thân trong một gia đình quyền quý nhiều đời làm quan, từ nhỏ đã tỏ ra là người có năng khiếu văn chương thi phú. Thân sinh là binh bộ thượng thư Lê Đỉnh ở Triều Tự Đức. Trong những năm theo học, ông luôn giành thứ vị thủ khoa trong các kỳ thi tốt nghiệp cuối cấp. Ông tốt nghiệp y sĩ Đông Dương, đỗ thủ khoa tại Hà Nội năm 1916, y khoa bác sĩ năm 1930, ngạch Pháp Quốc tại y khoa Đại học Đường Hà Nội. Năm 1928, ông lại được thuyên chuyển về Huế. Với duyên này ông được tham kiến và nghe giảng giải Phật Pháp từ Đại Lão Hòa Thượng Thích Giác Tiên, nên phát nguyện quy y tam bảo, Pháp danh là tâm minh, Pháp tự là chiêu hải, ăn trường trai từ đó và nghiên cứu học hỏi kinh điển Phật giáo. Năm 1932, Hội An Nam Phật học ra đời, ông làm hội trưởng và chư tôn hòa thượng trong ban chứng minh là cố vấn cho hội để thực hiện sứ mệnh truyền bá chánh pháp, mở trường đào tạo chư tăng, xuất bản báo chí xây dựng các tòng lâm, Giai đoạn 1934-1961, ông góp sức hoàn chỉnh các tổ chức của Phật giáo và hệ thống đào tạo tăng tài, các lớp Phật học cho thanh niên, giảng kinh, viết sách, hướng dẫn việc tu học, giúp nhà chùa tại những nơi có mặt. Ông mất ngày 23 tháng 4 năm 1969, nhằm ngày 7 tháng 3 kỷ dậu tại Hà Nội, thọ 73 tuổi, 42 năm phụng sự tam bảo, một phần cư sĩ an táng tại Nghĩa Trang Mai Dịch đại diện huynh trưởng đoàn sinh gia đình Phật tử tỉnh Quảng Nam đã bộc bạch cảm niệm về công đức của cư sĩ Tâm Minh đối với cuộc đời và đạo pháp, nguyện chiêm ngưỡng kính yêu và học tập theo tấm gương của cư sĩ. Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Duyệt Nguyễn Đức Châu thay mặt phân ban gia đình Phật tử Trung ương, đại diện gia đình Phật tử Việt Nam phát biểu nhắc nhở toàn thể huynh trưởng và các đoàn sinh gia đình Phật tử tiếp tục phát huy tinh thần áo lam trong trách nhiệm công dân, luôn luôn xứng đáng tu học cung kính tam bảo, đoàn kết xây dựng tổ quốc, ghi ân sâu sắc công lao của các bậc tiền bối hữu công, luôn luôn vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành vai trò của người Phật tử, chứng tỏ là hiếu tử của gia đình Phật tử Việt Nam, công dân tốt, đạo hữu tốt, có ích cho xã hội. Ban đạo từ Hòa Thượng Thích Phước Minh nhấn mạnh, người Quảng Nam và người Việt nói chung đều rất tự hào về cư sĩ tâm minh Lê Đình Thám, người có công đức to lớn đối với việc chấn hưng Phật giáo nước nhà. Việc tổ chức lễ tưởng niệm nhằm nhớ lại hành trạng người đã làm, học lại và hành theo chí hướng, việc làm mà người đã làm, Hòa thượng mong muốn đại chúng phải thật sự học hỏi, rèn luyện giáo pháp của Đức Phật trong đời sống hàng ngày, noi theo gương hạnh của cư sĩ, luôn kính trọng Tam bảo, kính trọng Tăng bảo mỗi cá nhân phải là người vững mạnh, truyền ngọn lửa phụng sự đạo Pháp cho đàn em, vì đạo Pháp mà phục vụ giáo hội, vượt qua nhiều chứng duyên, để học tập, sinh hoạt cho gia đình Phật tử được vững mạnh, xứng đáng là hậu duệ của cư sĩ Tâm Minh và chư vị cố huynh trưởng tiền bối hữu công. Hoạt động tiên phong và phục vụ theo đúng hiến pháp pháp luật nhà nước trở thành một công dân tốt, đưa gia đình Phật tử trở thành tổ chức tiên phong trong các hoạt động lợi đạo ích đời. Quảng Nam rất là tự hào có một con người như thế một con người đã làm nên vai trò trong đạo pháp phật giáo việt nam đó là một niềm tự hào lớn cho phật giáo chúng ta chứ không phải chỉ là quảng nam có những con người hết mình đóng góp cho dân tộc cho đạo pháp Chúng ta phải thực sự học hỏi, rèn luyện giáo pháp của Đức Phật trong đời sống hàng ngày. Trong đó có việc kính trọng, tam bảo mà cụ thể là kính trọng, tăng bảo như cụ Tâm Minh đã từng làm. Cụ Tâm Minh luôn luôn lo cho sự phát triển của đạo pháp mà cụ thể là chung theo cái phong trào chấn hưng đạo pháp trong đó có việc cùng với giáo hội thành lập hội an nam phật học hội chúng ta là người con hiếu của đạo pháp tức là người con hiếu của giáo hội Chúng ta cũng phải học theo con đường của Ngài Tâm Minh đã đi Đó là đem tất cả tâm lực, tài lực Phụng sự giáo hội Giáo hội cần điều gì Thì chúng ta nên cống hiến Trong cái khả năng của mình Để tranh tổ chức gia đình Phật tử của chúng ta được phát triển vững mạnh sau lời đạo từ của Hòa Thượng Thích Phước Minh, các huynh trưởng đoàn sinh gia đình Phật tử Việt Nam và gia đình Phật tử tỉnh Quảng Nam đã dân hoa tưởng niệm, cung thỉnh chư tôn giáo phẩm, đại diện chính quyền và toàn thể Phật tử niêm hương tưởng niệm, đọc kệ hồi hướng, nhất tâm nguyện cầu chân linh cố cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám và chân linh cố huynh trưởng đoàn sinh gia đình Phật tử tỏ được tánh linh sớm thành Phật quả và không quen hạnh nguyện trở lại hoàn thành công tác hộ trì, làm cho đạo Phật ngày một trường tồn và hưng thịnh. Được biết sáng cùng ngày, cư sĩ Diệu Nhân Nguyễn Thị Xuân Loan, ủy viên Hội đồng trị sự, phó thư ký kiêm phó văn phòng phía Bắc, ban hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng đại diện các huynh trưởng đã đến nghĩa trang Mai Dịch Hà Nội đặt vòng hoa dân hương tưởng niệm cố cư sĩ, bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám.